mới thật sự. Một cổ phiêu lưu mới. Saladin, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta quyết tâm bảo vệ từng tức. Mang rỡ. Ê chiến binh, ngươi đừng có hòng gạt ta. Này chiến binh, ngươi đừng có hòng gạt ta. Một lần nữa trước khi chia tay, ai dám thua cảm đây? Thank you.
Ai dám dũng cảm đây? Ai dám dũng cảm đây? Một lần nữa trước khi chia tay. Có lẽ đây chính là số phận của tôi rồi. Là con gái của nhà người ta không? Có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Có lẽ đây chính là số phận của tôi rồi. Kushiwara Koromogawa no Tashi. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng.
lên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Có quyền quyết định cuối cùng. Saladin, chúng ta. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Còn là một bé gái, ta chờ với gương và trái. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Ta sẽ tự tạo ra thứ mà ta thiếu với một phong cách đặc biệt. Khi còn là một bé gái, ta chờ với gương và trang điểm. Còn bây giờ ta thích kiếm và những. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Yeah.
lên chiến trường chỉ huy, có quyền quyết định cuối cùng. Ra thứ mà ta thiếu với một phong cách đặc biệt. Hãy bước đến đây và người sẽ sập đổ nhanh chóng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Danh dự gia đình đã đưa số phận ta đến đây, nhưng tình yêu đất nước sẽ nâng ta cao hơn nữa. Một cuộc phiêu lưu mới. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Trên chiến trường chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Có quyền quyết định cuối cùng.
đã quyết tâm bảo vệ từng tấc đất Frank bằng bản danh hiệu nhà vua không quan trọng. Trên chiến trường, chỉ huy có quyền quyết định cuối cùng. Đầu bếp giỏi luôn cho đi, chứ không nhận lại bao giờ. Một lần nữa trước khi chia tay. Con trai ta sẽ tiếp tục truyền thống dễ dàng của tổ tiên. Vì nữ hoàng. Dẹp, hãy để người phán xét linh hồn ta. Ai biết? Nếu thực, vì nhà vua.